Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm sum trong Excel Hàm sum á, là hàm phổ biến, hầu như là ai sử dụng Excel cũng sử dụng hàm sum Chức năng của hàm sum á, là hàm tính tổng các giá trị Cú pháp của hàm sum á, nó có cú pháp như sau Number 1 phải, number 2 phải, chấm 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 tới number n Trong đó number 1, number 2 tới number n là các giá trị số hạng, địa chỉ ô hoặc địa chỉ vùng thì để cho các bạn hiểu rõ hơn về hàm sum đó, thì tôi sẽ ví dụ minh họa sau đây. Rồi giả sử như ở đây, tôi có ba số gồm có là 56 này, 57 và 68. Bây giờ tôi muốn là tính tổng ba số này thì tôi sẽ sử dụng hàm sum để tôi tính tổng. Cái đầu tiên á, ở đây tôi sẽ bằng này. Tôi gõ hàm sum tab đó thì lúc này nó sẽ hiển thị hàm sum như thế này. Sau đó tôi sẽ truyền thẳng giá trị. Ví dụ như là 56 này phải 57, và 68. Tiếp theo tôi đóng ngoặc vào. Thì lúc này á kết quả trả về sẽ là 181. Đây là cách đầu tiên. Chúng ta sẽ truyền các giá trị mà chúng ta muốn tính tổng vào hàm sum. Cách số 2 á nó sẽ nhanh hơn bằng sum. Sau đó các bạn bấm phím tab này. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào ô địa chỉ chứa giá trị mà các bạn chúng ta muốn tính tổng. Giả sử như ở đây, ô A1 á nó chưa giá trị là 56 thì tôi sẽ chọn vào OA1 này thì lúc này các bạn thấy nó sẽ hiển thị A1 ở đây tiếp theo tôi sẽ bấm phải này sau đó tôi sẽ chọn vào OA2 nó chưa giá trị là 57 ở tôi chọn vào phải tiếp theo tôi sẽ chọn vào OA3 lúc này nó chưa giá trị là 68 tôi chọn vào rồi bây giờ tôi sẽ đóng ngoặc vào Bấm Enter. thì lúc này á kết quả cũng trả về là 181 thì các bạn thấy này cách này á nó nhanh hơn bởi vì chúng ta chỉ cần nhập ô địa chỉ vào mà thôi. Và cách số 3 nó nhanh và hiệu quả nhất. Bây giờ tôi sẽ gõ hàm sum này bằng tab. Sau đó tôi sẽ quét chặn vào vùng địa chỉ chứa giá trị mà tôi muốn tính tổng. Đó. Vùng địa chỉ nó bắt đầu là OA1 cho tới OA3. Đó, bạn thấy không? Đây là vùng mà tôi muốn tính tổng thì tôi sẽ quét vào. Thì cách này là nhanh nhất và được nhiều người sử dụng nhất. Sau đó tôi sẽ đóng ngoặc vào. bấm enter. Thì lúc này á, kết quả sẽ là 181. Đó các bạn thấy không? Ba cách nó đều tính tổng được. Rồi, giả sử như ở đây, tôi sẽ thay đổi giá trị là 57 này. Bây giờ tôi sẽ thay là 60. Đó, 60 này, tôi bấm enter. Thì các bạn thấy lúc này á, đối với cách đầu tiên á, nếu mà chúng ta truyền thẳng giá trị vào á, thì lúc này các bạn thấy khi tôi thay đổi số là 60 thì ở đây á nó không tự động cập nhật nha mà nó vẫn giữ là số ban đầu là 57 nên kết quả vẫn không thay đổi. Còn đối với cách thứ hai và cách thứ ba khi tôi dựa vào ô địa chỉ thì khi tôi thay đổi giá trị thì ở đây nó sẽ tự động cập nhật là số cho tôi nha. Lúc này nó sẽ thay đổi là 184 đó. Rồi bây giờ tôi sẽ qua ví dụ hai này. Giá sử như ở đây này, tôi muốn là tính tổng sản phẩm A, sản phẩm B bây giờ tôi sẽ xóa các số liệu mà tôi đã tính tổng được rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào ô tổng cộng này bằng sum bấm phím tab tiếp theo tôi muốn là tính tổng sản phẩm a này tôi quét toàn bộ sản phẩm a đóng ngoặc vào enter thì lúc này á nó sẽ hiển thị kết quả tiếp theo tôi sẽ tiến hành là sao chép xuống các ô còn lại thay vì tôi phải tính từng ô á thì ở đây tôi chỉ cần tính một ô thôi sau đó tôi sẽ sao chép công thức xuống các ô còn lại Chọn vào ô đầu tiên này Rê chuột xuống góc dưới ở bên phải á Lúc này á nó xuất hiện dấu cộng màu đen Tôi sẽ giữ chuột trái kéo xuống Đó thì lúc này á nó sẽ tính toán Đối với các sản phẩm còn lại Tương tự ở đây tôi muốn là tính tổng các thang bán á Thì ở đây tôi cũng sử dụng hàm sum này Bằng sum Tab Bây giờ tôi quét vào tháng thứ nhất Rồi đóng ngoặc vào Enter Đó bây giờ tôi sẽ chọn vào ô đầu tiên này kéo qua các ô còn lại thì lúc này đó, nó sẽ tính tổng đối với tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. đó các bạn thấy không? sử dụng hàm SUM tính tổng rất là nhanh. rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách siêu nhanh nữa để bạn có thể là tính tổng. giả sử như đây tôi muốn là vừa tính tổng theo số lượng sản phẩm cũng như là vừa tính tổng theo tháng bán thì đây tôi sẽ quét chọn toàn bộ này dữ liệu. đó sau đó tôi sẽ tiến hành là bấm tổ phím tắt đó là ALT bằng Thì các bạn thấy lúc này á Nó sẽ tính tổng cho chúng ta luôn Mà chúng ta không cần phải sử dụng hàm sum Thực ra tổ phím tắt ALT bằng á Nó là viết tắt của hàm sum này Đó các bạn thấy không Khi tôi chọn vào từng ô các bạn thấy này Nó sẽ hiển thị hàm sum ra đó, Rất là nhanh chóng Nhớ nha Mỗi khi các bạn chúng ta muốn tính tổng á để nhanh thì các bạn chúng ta sẽ quét chọn này và các giá trị mà các bạn chúng ta muốn tính tổng chẳng hạn rồi ở đây Đây tôi sẽ quét lại nha quét toàn bộ sau đó tôi sẽ bấm tổ phím là T bằng này. thì nó sẽ ra kết quả rất là nhanh nha thực ra nó là tổ phím tắt của hàm sum rồi tiếp theo tôi sẽ làm thêm một ví dụ nữa ví dụ 3 giả sử như ở đây này tôi muốn là tính tổng các vùng không liên tục lúc nãy á tôi đã tính tổng các vùng liên tục rồi tức là các giá trị đây liên tục Bây giờ tôi muốn là tính tổng các vùng không liên tục Tức là ở đây tôi muốn là tính tổng tháng 1 và tháng 3 này Các bạn thấy này tháng 1 và tháng 3 nó không liên tục Bây giờ tôi sẽ tính tổng hai tháng này Bằng cách là sử dụng hàm sum này, bằng sum tab Sau đó tôi sẽ quét chọn vào toàn bộ là tháng 1 này Tiếp theo tôi sẽ phải này Tức là mỗi vùng địa chỉ hoặc là ô địa chỉ nó sẽ cách nhau bởi bởi dấu phải. Tiếp theo tôi sẽ quét chọn vào tháng thứ ba này. Sau đó tôi sẽ đóng ngoặc vào Bấm Enter Đó thì lúc này nó sẽ ra kết quả Rồi tiếp theo ở đây Tôi muốn là tính tháng là 2 và tháng 6 Thì ở đây tôi cũng làm tương tự nha Bằng sum Đầu tiên là quyết trọng vào tháng 2 Sau đó phải Tiếp theo tôi sẽ quyết trọng vào tháng 6 Đóng ngoặc vào Bấm Enter Thì lúc này á nó sẽ trả về kết quả Đó Đây là các cách sử dụng hàm sum như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm sum trong Excel Nếu thấy video hay hữu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi